nhìn quả trứng gà này thật là láng mịn, là mình thèm thịt gà quá Hưng ơi. Thèm thịt gà mà nhìn quả trứng gà ra con gà luôn kìa. Vậy mới hay, nhưng mà bây giờ đợi nó nở ra rồi mới mừng thịt, coi bộ hơi lâu ạ. Có cái này cho coi nè. Gì vậy? Tên ta. Trời đất ơi, thần giao kết cảm luôn. Thấy hay không? Một con ra gà luôn á. Đây là bí thuật không có cho biết đâu. Bây giờ hôm nay Phước Hưng sẽ lấy thịt gà làm nguyên liệu chính cho ngày hôm nay nè. Món gì đây ta? Nhìn mặt là biết muốn gà với ghiền xả đúng không? Đổi nghề đầu bếp, làm thầy bói liền. Bây giờ chúng ta hãy vào bếp làm ngay đi. Gà ta kho riền xả, đậm đà khó quên. Mến chào các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Ở đây Phước Hưng đã chuẩn bị sẵn là nửa con gà ta. Gà thì khi mà các bạn mua về thì chúng ta làm sạch và để ráo. Và bây giờ Phước Hưng cũng đã chặt ra thành từng miếng vừa ăn rồi. Gia vị thơm cho món kho ngày hôm nay là có 3 loại như ghiền, nè, xả và hành tím. Phần hành tím bây giờ Phước Hưng sẽ cắt lát. Cho phần hành tím này vào cái dĩa này trời ơi. Còn phần xả cây này Phước Hưng cũng sẽ cắt lát luôn. Sẽ cho qua dĩa. Cuối cùng thì phần ớt hiểm Phước Hưng sẽ đập dập. Cho vào đây. Và bây giờ Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn, chúng ta sẽ ướp cái phần thịt gà này. Hưng sẽ cho hết cái phần gà mà mình đã chặt vừa ăn vào. Cho vào đây là 2/3 lượng ghiền mà mình đã cắt sợi nè. Và 2/3 lượng hành tím đã cắt lát, chúng ta sẽ vào ướp trước. Và bây giờ chúng ta sẽ nêm gia vị vào đây. Đầu tiên Hưng sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê bột canh, nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon gà, 1 muỗng cà phê đường. Cho vào đây là 1 muỗng canh nước mắm. Và bây giờ cuối cùng Hưng sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn, trộn đều lên. Vậy thì mình ướp trong bao lâu để cho nó đủ thấm vị ta? Sau khi mà các bạn chúng ta đã cho gia vị vào trong gà rồi thì chúng ta sẽ ướp khoảng 20 phút để giúp cho gà thấm vị, khi kho thì gà sẽ ngon hơn. Bây giờ Phước Hưng sẽ đặt lên trên bếp một cái chảo để chúng ta kho gà. Bây giờ chảo cũng đã nóng, Hưng sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu ăn nè. Bây giờ dầu đã nóng, Hưng sẽ cho phần ghiền và xả vào để chúng ta phi sơm. Và đây cũng là một cái điều đặc biệt cho các bạn khi mà chúng ta kho món ăn ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ phi ghiền xả trước để giúp cho món ăn có mùi thơm đặc trưng hơn. Phần ghiền cũng như xả đã dậy mùi thơm lên rồi, Phước Hưng sẽ cho hết cái phần gà mà mình đã ướp vào. Giờ chúng ta sẽ xào xăng. Sau khi mà các bạn đã cho phần gà vào trong chảo xào rồi thì chúng ta sẽ xào kỹ để giúp cho thịt gà được săn và màu xốp, có màu vàng và sẽ sệt hơn. Đó. Mùi của củ riền với lại xả sẽ khiến cho món kho này trở nên rất là đặc biệt luôn đó quý vị. Bây giờ phần thịt gà cũng đã săn kỹ rồi, Phước Hưng sẽ cho vào đây một chén nước. Sau khi mà chúng ta cho một chén nước vào trong gà rồi, tiếp tục Phước Hưng sẽ cho phần ớt hiểm vào nè, để chúng ta kho chung luôn để tăng lên mùi cay cho món kho. Và sau khi mà chúng ta đã cho nước cũng như là ớt vào trong chảo rồi thì các bạn sẽ kho lửa vừa. Đến khi nào mà phần xốp trong chảo sánh cạn lại là được thì chúng cho ta có một cái món kho có cái màu rất là đẹp. Mùi riền xả nè, rồi ớt hiểm nữa nè, bây giờ quyện vào với nhau rất là thơm luôn. Màu sắc thì vàng ươm, công nhận ha. Từ trái trứng gà biến thành con gà. Rất là hay đúng không? Mình lại cho ra một cái món rất là bắt cơm nữa. Và bây giờ cái phần nước sốt trong chảo cũng đã sánh cạn lại rồi và có một cái màu vàng rất là đẹp. Bây giờ Phước Hưng sẽ tắt bếp nè. Vậy là món gà kho của chúng ta đến đây đã hoàn tất rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đưa qua đây. Cái múc ra. Màu rất là đẹp đúng không? Vàng ươm luôn. Cuối cùng Phước Hưng sẽ trang trí lên đây một ít ớt xoăn này để tăng thêm màu đỏ cũng như là sự hấp dẫn cho món ăn. Thôi. Vậy là món gà kho của chúng ta đến đây đã hoàn tất rồi. Tuy tốn một ít thời gian thôi nhưng mà bây giờ cho ra một cái món kho rất là bắt cơm. Từ một trái trứng gà mà chúng ta đã có một nồi gà kho rất là ngon như thế này thì không ai ngoài Phước Hưng có thể thực hiện được. Thịt gà kho vàng ươm, mềm mại và thấm vị đậm đà, thoáng chút riền xả thơm thơm và ớt cay cay, ngon mê say. Theo dõi Món Ngon Mỗi Ngày để cập nhật các món ăn vừa ngon vừa dễ thực hiện các bạn nha.